Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thủ thuật hay trong ngày hôm nay. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, kênh Thủ thuật hay sẽ chia sẻ các bạn cái cách để ông ta mở một cái thẻ Visa và Mastercard hoặc là một cái thẻ ảo Visa Mastercard online để ông ta thanh toán trực tiếp tại nhà. Nhưng mà hôm nay tôi chia sẻ các bạn là cách mở này thì chúng ta có thể ship thẻ tận nhà các bạn ha. Thì Vietinbank mình vừa ra được một cái ứng dụng mới ha, là cái phần là mở thẻ này các bạn. Mở thẻ chúng ta có thể ship về tận giường luôn các bạn ha, ship tận răng luôn á. Nè các bạn thấy không ạ? À, nút mở thẻ này. Thì chúng ta sẽ tiến hành click vô cái phần là nút mở thẻ các bạn ha. Chúng ta click vô đây. Đó, click vô. Thì ở trong cái chỗ nút mở thẻ này thì các bạn đọc nè. Thì cái lợi ích của chúng ta là bỏ ra các bước nhập pin và giao hóa đơn dưới bỏ ra các bước nhập pin và kiểu hóa đơn giao dịch dưới 500.000 các bạn nha. Thanh toán thuận tiện tới hàng ngàn ngân hàng với các ngân hàng trên thành viên NatBat. Thì ở đây chúng ta có hai cái hình thức mở thẻ. Thứ nhất là mở thẻ phi vật lý nè, là chúng ta không cần thẻ các bạn. Thứ hai là mở thẻ vật lý nè, đó. Và thứ hai là các bạn có thể mở thẻ ghi nợ nội địa các bạn ha. Thôi các bạn có thể đổi sang khác chỗ khác nè, đổi sang cái thẻ của thẻ quốc tế nè. Chúng ta sẽ quát ở đây ha. Đây, chúng ta sẽ loát qua chỗ này. Đây, thẻ ghi nợ quốc tế này các bạn. Chúng ta có hai phần ha. Thẻ nội địa là chúng ta chỉ dùng trong nước thôi các bạn ha, dùng trong nước thôi. Thì các bạn muốn mở thẻ Visa để thanh toán online các bạn ha, thì các bạn hãy load cho tôi là cái phần là thẻ ghi nợ quốc tế này các bạn. Đó, được không nào? Thì sau khi các bạn chọn phần thẻ quốc tế rồi, bạn chúng ta muốn thẻ vật lý chúng ta click vào đây. Phi vật lý click vào đây. Có nghĩa là bên Vietinbank sẽ cung cấp cho các bạn một cái thẻ phi vật lý ha, là thông tin bao gồm là thông tin thẻ và số CVV và họ tên ha. Thì thẻ này thì có đầy đủ chức năng sử dụng được thanh toán hoàn toàn online và hoàn toàn miễn phí tất cả các dịch vụ các bạn ha. Thì các bạn có thể click vào đây mở thẻ các bạn nhỉ. Rồi thì sau khi các bạn xong, các bạn có thể click vào đây mở thẻ. Rồi các bạn ấn đồng ý ha, ấn đồng ý, các bạn ấn tiếp tục không, tiếp tục ha. Đó, thì yêu cầu đây là chọn cái chi nhánh quản lý thẻ được không nào. Thì chúng tôi chọn vô là giả sử tôi ở thành phố Hồ Chí Minh ha, thì tôi click vô là thành phố Hồ Chí Minh các bạn nha. Chi nhánh quản lý thẻ là thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, rồi tôi chọn vào chi nhánh chi nhánh một thành phố Hồ Chí Minh được không nào. Rồi tôi tiến hành ấn đồng ý ha, rồi tôi ấn tiếp tục các bạn ha, là chúng ta đã hoàn thành xong. Ở đây tôi không có nhu cầu ha, thì tôi không có ấn. Rồi cái phần thứ hai thì các bạn có thể mở thẻ vật lý. Thẻ vật lý này thì có thể các bạn có thể là bên Vietinbank eBay á, có thể ship cho về tận giường rồi các bạn ha. Tôi cũng mở cho một người thân rồi đó. Thì ở đây có hai mục rồi các bạn thấy không ạ? Hai mục, thứ nhất là địa chỉ nhà riêng này được không nào. Thứ nhất hai mục các bạn có thể phát hành tại địa chỉ nhà riêng là các bạn đó các bạn ha. Đây này, địa chỉ nhà riêng tôi thì tôi được phép là giấu đi các bạn ha. Các bạn có thể thay đổi địa chỉ này. Rồi sau khi xong chúng ta ấn tiếp tục các bạn nha, ấn tiếp tục là xong đó. Và các bạn có thể chọn cho tôi là một cái hình thức thẻ ha, như là Visa Platinum Prem, Vietinbank Visa Prem đấy. Tôi click vào là chọn và ấn tiếp tục là xong các bạn. Đó là hai cái phương thức chúng ta chọn thẻ vật lý và phi vật lý các bạn ha. Thì tôi thấy ở đây cái thẻ phi vật lý của chúng ta thì rất là nhanh và tiện lợi. Các bạn có thể mua phim ở trên Galaxy nè, rồi thanh toán online, rồi mua hàng trên Shopee nè, nói chung là thanh toán trên chỗ Lazada nè, rồi thanh toán Shopee nè, rất là nhiều các bạn. Chúng ta mở ra cái thẻ phi vật lý này nè thì rất là có lợi các bạn ha. Rồi thì hôm nay tôi chia sẻ các bạn cái thủ thuật để chúng ta mở được một cái thẻ Visa thanh toán quốc tế trên ngay app của Vietinbank eBay của chúng ta. Rồi xin chào tất cả các bạn ha. Chúc tất cả các bạn thành công nha. Hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.